thưa quý vị và các bạn hội trợ triển lãm gian hàng ẩm thực gắn với lễ hội cầu ngư của các phàn chài trên địa bàn thành phố Phan Thiết sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8 năm 2023, thời gian từ 8 giờ đến 22 giờ tại đường Trưng Trắc từ cầu Trần Hưng Đạo đến cảng cá Phan Thiết. Dự kiến có 180 gian hàng tham gia với các khu ẩm thực, món ăn đặc trưng Phan Thiết, khu sản phẩm lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, hàng đặc sản vùng miền, khu sản phẩm hàng hóa Việt Nam phục vụ ngư dân và người tiêu dùng. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ khác như là tặng quà cho con em ngư dân hiếu học có hoàn cảnh khó khăn biểu diễn văn nghệ ca nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ nghệ sĩ nhóm nhạc được yêu thích nhằm phục vụ nhu cầu giao lưu giải trí của bà con ngư dân và khách tham quan Hội chợ triển lãm gian hàng ẩm thực là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội cầu ngư của các vạn trại thành phố Phan Thiết năm 2023, nhằm quảng bá quá trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố, góp phần làm phong phú các hoạt động của lễ hội, phục vụ nhu cầu mua sắm vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận khi đến tham quan lễ hội đây còn là dịp để các đơn vị doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh bình thuận giới thiệu hàng hóa sản phẩm đặc trưng quảng bá thương hiệu đẩy mạnh phát triển thương mại thị trường nội địa hưởng ứng cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam